Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tin tổng hợp của ống kính hậu trường. Sau đây là các tin mới trong ngày. Nam thần Harry Lou từng khiến ba cô gái gục ngã sau biến cố giờ ra sao? Lê Lộc và Tuấn Dũng chuẩn bị tiến tới kết hôn sau một thời gian hẹn hò. Cô em trendy khiến netizen rần rần chúc mừng tin vui. Hồng Thanh và Mie từng tới trên thảm đỏ đập tan tin đồn chia tay. Truy tìm danh tính cô gái áo đen kéo tay phía Ngọc Hưng, dân mạng réo tên Trương Mỹ Nhân mau mau giữ chồng. Nhã Phương thông báo mang thai lần hai. Món quà sinh nhật đặc biệt cho Trường Giang. Nam thần Harry Lou từng khiến ba cô gái gục ngã sau biến cố giờ ra sao? Harry Lou tên thật là Lou Jingyu, sinh năm 1992 tại Đài Loan, Trung Quốc. Anh bất ngờ nổi tiếng khi những hình ảnh chơi bóng rổ cho đội bóng trong trường đại học được nhiều người chia sẻ. Với chiều cao ấn tượng 1m83, ngoại hình điển trai và lịch lãm, anh bắt đầu lấn sân sang nghệ thuật và khán giả ấn tượng đến anh qua vai nam chính trong bộ phim 4 năm 2 chàng một tình yêu của đạo diễn Lục Vân. Phim có sự góp mặt của Miyu và được fan thích thú ship anh với Miyu vì thấy hai người quá xứng đôi. Con đường sự nghiệp thăng chưa được bao lâu, năm 2017, thông tin nam diễn viên gặp tai nạn đã khiến nhiều người hâm mộ đứng ngồi không yên. Sự cố đó đã ảnh hưởng trầm trọng đến sự nghiệp và cuộc sống của anh. Anh vắng bóng và đình lại các công việc trong một thời gian dài để điều trị sức khỏe. Từ đó, anh cũng ít xuất hiện hơn với công chúng. Sau qua bao cuộc phẫu thuật, hiện tại sức khỏe của anh đã trở lại bình thường. Anh và Miyu gặp lại nhau, có chụp hình cùng nhau. Fan hâm mộ soi ra nhan sắc hiện tại của anh. Tuy không còn giữ được vẻ phong độ và sắc sảo như ngày xưa, nhưng fan hâm mộ không khỏi vui mừng khi thấy anh bình phục trở lại. Chúc anh sẽ sớm quay lại nghệ thuật và tham gia nhiều dự án hơn trong thời gian tới. Lê Lộc và Tuấn Dũng chuẩn bị tiến tới kết hôn sau một thời gian hẹn hò. Lê Lộc và Tuấn Dũng là cặp đôi nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả. Sự chiều chuộng của nam diễn viên dành cho nữ kia không ít lần khiến khán giả vô cùng ghen tị. Mới đây, tại thảm đỏ ra mắt phim Con Nhóc Mót Chồng, Lê Giang cùng Lê Lộc đang bận chỉnh chu đến tham dự. Bên cạnh đó, Lê Giang còn hào hứng chia sẻ về tin vui của con gái. Cụ thể, Lê Giang không ngần ngại gọi Tuấn Dũng là con rể. Hành động này từ phía mẹ bạn gái khiến nam diễn viên không giấu khỏi sự bối rối và xấu hổ. Khi được hỏi về thời gian tổ chức hôn lễ, cả Lê Giang và Tuấn Dũng đều xác nhận sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên, hai diễn viên cho rằng chưa thể tiết lộ thời gian chính xác với giới truyền thông. Bên cạnh đó, Lê Giang cho biết gia đình hai bên đã qua lại, đã gặp rồi, gia đình hai bên thân thiết dễ thương lắm. Khi được hỏi về vấn đề thách cưới khi gả con gái cho Tuấn Dũng, Lê Giang vui vẻ nói thêm, cái này tùy hai đứa, tôi không có ý kiến. Trước đó không ít lần, cũng có thông tin về đám cưới của cặp đôi. Có lần nữ diễn viên hài Lê Lộc bất ngờ tiết lộ cho mọi người thông tin mẹ nuôi nghệ sĩ Hồng Vân sẽ là người chủ hôn cho đám cưới của cô và Tuấn Dũng. Thông tin này như ngầm thông báo cho đám cưới sắp tới, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Năm 2021, Tuấn Dũng và Lê Lộc cùng xuất hiện tại chương trình hẹn hò. Tuy có mối quan hệ thân thiết từ trước và được bày tỏ tình cảm rất chân thành, thế nhưng trên chương trình Lê Lộc từ chối kết đôi với Tuấn Dũng. Thế nhưng sau tất cả, Tuấn Dũng vẫn không hề bỏ cuộc khi theo lối mưa dầm thấm lâu. Anh đã không ngừng bên cạnh quan tâm chăm sóc Lê Lộc. Kết quả, nam danh hài đã thành công tán đổ cô bạn thân. Mối quan hệ giữa họ đã có thêm bước tiến triển khi tiến đến kết hôn. Cô em trendy khiến netizen rần rần chúc mừng tin vui. Chiều tối ngày 20 tháng 4, cô em trendy chia sẻ loạt ảnh được bạn trai cầu hôn lãng mạn trên du thuyền, kèm dòng trạng thái sắp theo chồng nhưng mà không bỏ cuộc chơi. Được biết, cô đang có chuyến du lịch tại Phú Quốc và được bạn trai bất ngờ cầu hôn trên du thuyền với sự chứng kiến của vài người bạn. Có thể thấy, cô em trendy đã khóc méo trong hạnh phúc khi nhìn thấy khoảnh khắc bạn trai quỳ gối cầu hôn cùng chiếc nhẫn trên tay. Dưới bài viết này, cô nhận vô vàn lời chúc mừng từ đồng nghiệp như người mẫu Minh Tú, Linh Ka, Phương Ly và fan hâm mộ cũng đồng loạt chúc mừng. Được biết, nữ fashionista và bạn trai đang lên kế hoạch tổ chức lễ cưới. Hôn lễ của cô sẽ diễn ra sớm nhưng chưa được quyết định thời gian cụ thể. Trước khi đến cái kết ngọt ngào này, Khánh Linh và bạn trai đã có 6 năm bên nhau, đồng hành trong nhiều hoạt động thời trang và xảy ra không ít sóng gió. Trong thời gian này, cặp đôi từng thông báo chia tay 2 lần vào năm 2019 và năm 2022. Nhưng sau đó đã quay lại hạnh phúc bên nhau đến bây giờ. Nguyễn Khánh Linh được biết đến với vai trò là người mẫu, fashionista và có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ. Hồng Thanh và Mie từng tới trên thảm đỏ đập tan tin đồn chia tay. Thời gian gần đây, Hồng Thanh và DJ Mie liên tục vướng tin đồn chia tay vì chênh lệch danh tiếng sau 2 năm hẹn hò. Thông tin này khiến fan lo lắng hơn khi cặp đôi cũng hạn chế đăng ảnh chụp chung hay tương tác với nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau tất cả, Hồng Thanh và Mie đã cùng nắm tay nhau đồng hành tại thảm đỏ của sự kiện ra mắt phim Con Nhóc Mót Chồng. Cả hai diện trang phục lộng lẫy với màu đen là màu chủ đạo. Cặp đôi luôn nắm chặt tay nhau không rời. Mie còn được bắt gặp nũng nịu với người yêu. Qua lần xuất hiện này, cặp đôi đã khiến fan hâm mộ càng yên tâm hơn vì thần tượng của mình vẫn đang hạnh phúc. DJ Mie và Hồng Thanh công khai hẹn hò vào đầu năm 2020.
Sau 2 năm hẹn hò, họ trở thành cặp đôi núp fan lớn nhất nhì mạng xã hội. Không quá khoe mẽ, phô trương, họ bên nhau bình dị và thường xuyên cập nhật các khoảnh khắc đời thường nhí nhố trên trang cá nhân. Mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, DJ Mie luôn được bạn trai tháp tùng, chiều chuộng, nâng khăn sửa váy như một công chúa. Từ khi yêu nhau, cả hai cho thấy sự thăng hạng về mọi mặt. Với độ phủ sóng lớn, cặp đôi chăm chút cho vẻ ngoài khi xuất hiện trước công chúng. Ngoài ra, đường sự nghiệp của họ cũng thăng tiến khi Mie trở thành nữ DJ được săn đón hàng đầu. Hồng Thanh lấn sân sang lĩnh vực ca hát và thường đồng hành cùng bạn gái trong nhiều show diễn. Fan hâm mộ đều hy vọng cặp đôi trai tài gái sắc này sớm về chung một nhà. Truy tìm danh tính cô gái áo đen kéo tay Phí Ngọc Hưng, dân mạng réo tên Trương Mỹ Nhân mau mau giữ chồng. Tại sự kiện ra mắt phim Con Nhóc Móc Chồng tối ngày 20 tháng 4 vừa qua, ngoài dàn diễn viên của phim, cư dân mạng cũng dành nhiều sự quan tâm cho các khách mời quen thuộc. Tuy nhiên, trong một vài đoạn clip tại sự kiện, dân tình lại bàn tán xôn xao vì hành động cũng như biểu cảm khó hiểu của một cô gái váy đen với Phí Ngọc Hưng và Xoài Non. Trước đó, cô nàng đi thảm đỏ với Xoài Non. Cô gái này chủ động tương tác với chồng Trương Mỹ Nhân như kéo áo nhưng không được phản hồi nên đã bước xuống đứng sánh đôi. Đa phần ý kiến cho rằng Phí Ngọc Hưng đã có gia đình nên hành động này không được tinh tế lắm, dễ gây hiểu lầm. Theo tìm hiểu, cô gái váy đen đang được truy tìm danh tính nhiều nhất mạng xã hội này là Nguyễn Anh Nghi, đã có hơn 22.000 người theo dõi trên Facebook. Hiện tại, cô nàng làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cho một số fanpage có tiếng như là Chuyện Thằng FA, Thỏ Bảy Màu. Về phía Phí Ngọc Hưng, nam diễn viên đã có một gia đình hạnh phúc cùng với Trương Mỹ Nhân. Dù chưa tổ chức lễ cưới nhưng cặp đôi đã về chung một nhà và có một em bé tên là Bona. Nhã Phương thông báo mang thai lần 2, món quà sinh nhật đặc biệt cho Trường Giang. Ngày 21 tháng 4 vừa qua, Nhã Phương bất ngờ chia sẻ đoạn video thông báo việc nữ diễn viên đã mang thai lần 2. Cô cho biết em bé trong bụng là món quà to bự dành tặng cho ông xã Trường Giang vào đúng dịp sinh nhật của nam danh hài. Trong video, Nhã Phương đã cất công chuẩn bị một hộp quà có que thử thai để tạo bất ngờ cho ông xã. Cô nhờ con gái Destiny đưa tờ giấy khám thai cho ba và nói, đây là quà con tặng ba. Khi nhận quà, Trường Giang khá bất ngờ đến khi mở quà, nam diễn viên vô cùng lúng túng khi bên trong là một que thử thai hai vạch. Ban đầu anh không tin việc vợ mang thai, còn nói Nhã Phương xạo và liên tục hỏi cô có thiệt không. Nhưng sau cùng đã vỡ òa khi biết chuyện sắp đón thêm thành viên mới trong gia đình là sự thật. Anh và ái nữ đầu lòng còn liên tục bày tỏ mong muốn em bé thứ hai tiếp tục là con gái. Theo tiết lộ của Nhã Phương, khi nhận tin vui, chồng và con của cô liên tục trò chuyện về thành viên mới của gia đình, đến mức cô phải nhắc nhở thì hai cha con mới chịu về phòng ngủ. Ngay sau khi Nhã Phương thông báo tin vui, bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận dưới bài đăng gửi lời chúc mừng đến gia đình nữ diễn viên. Theo Nhã Phương, việc có thêm con nằm trong kế hoạch của vợ chồng cô, bé đầu lòng Destiny 4 tuổi, đã bắt đầu nhận biết nhiều thứ xung quanh nên họ yên tâm đón thêm thành viên mới. Hiện diễn viên dành nhiều thời gian dưỡng thai, hạn chế đi sự kiện. Nhã Phương từng cho biết, Trường Giang là người chu đáo, biết chăm lo cho gia đình. Dù bận rộn ghi hình nhiều chương trình, chồng cô luôn sắp xếp thời gian đưa vợ con đi chơi, mua sắm. Nhã Phương thấy may mắn vì bạn đời tâm lý, san sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Chương mục tin tổng hợp đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.